Lại ở chỗ Đức Phật, sinh khởi tâm thanh tịnh như gương sáng chẳng có bụi bặm dính. Họ cầm vô số lượng tràng báu trời, đủ thứ màu sắc cúng dường nghênh tiếp Đức Phật. Đây là biểu thị sự trang nghiêm và giao tiếp, khiến cho người thấy phát tâm khởi kính hướng Phật đảnh lễ. Lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm tăng thượng hoàn hỷ, cầm vô số đồ trang nghiêm trời đủ thứ màu sắc cúng dường Như Lai. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm tin bất hoại, cầm vô số man báu trời cúng dường Như Lai. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm hoàn hỷ vô tỷ, cầm vô số phan báu trời đủ thứ màu sắc cúng dường Như Lai. Trong ngàn ước na do tha a tăng kỳ các thiên tử, dùng tâm điều thuận tịch tĩnh không phóng dật, cầm vô số nhạc trời đủ thứ màu sắc vang ra âm thanh vi diệu cúng dường Như Lai. Trong ngàn ước na do tha a tăng kỳ các thiên tử, lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm tăng thượng hoan hỷ, tức cũng là hoan hỷ lại tăng thêm hoan hỷ. Họ cầm vô số lượng đồ trang nghiêm trời đủ thứ màu sắc, tức cũng là các thứ đồ trang nghiêm để cúng dường Đức Phật. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm tin bất hoại, thứ tâm tin này rất kiên cố, không dễ gì phá hoại được. Có thể nói có đủ trí huệ, chánh trì, chánh kiến, không thể bị tà trí tà kiến phá hoại. Họ cầm vô số lượng man báu trời đủ thứ màu sắc, thứ man báu này là dùng hoa trời kết thành, không những tươi tốt mà còn vĩnh viễn không héo tàn, dùng để cúng dường Đức Phật. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm hoan hỷ vô tỷ, tâm hoan hỷ này là do pháp hoan hỷ dùng mãn mà có được, cho nên chẳng có sự vui nào sánh bằng. Họ cầm vô số lượng phan báu trời đủ thứ màu sắc để cúng dường Đức Phật, dùng phan này để trang nghiêm đạo tràng cùng thành Phật nói hòa nghiêm pháp lớn. Có trăm vạn ước na do tha a tăng kỳ các thiên tử, dùng tâm điều thuận tịch tĩnh chẳng có phóng dật. Điều là điều hòa, thuận là nhu thuận, tánh tính nhu hòa thuận thọ nơi tâm mà đắc được tự tại. Tịch là tịch nhiên bất động, do đó tĩnh cực quang thông đạt, tịch tĩnh đến cực điểm sẽ sinh ra trí huệ quang minh. Đắc được cảnh giới này thì thời thời khắc khắc sẽ chẳng phóng dật. Phóng dật tức là không giữ quỷ cụ, do đó vô quỷ cụ bất thành phương viên, nghĩa là không có quỷ cụ thì không thể thành vuông tròn được. Chúng ta người tu đạo nhất định phải giữ gìn quỷ cụ mà tu hành, không được dài đãi, lười biếng, không được phóng dật tùy tiện. Họ cầm vô số lượng khí nhạc trời đủ thứ màu sắc, diễn tấu đủ thứ âm thanh vi diệu, khen ngợi công đức của Phật, tán thán công đức của Phật, dùng sự trang nghiêm này để cúng dường Đức Phật. Ở trước dùng đủ thứ sắc trần để cúng dường Phật, dùng đủ thứ thanh trần để cúng dường Phật, dùng đủ thứ hương trần để cúng dường Phật, dùng đủ thứ vị trần để cúng dường Phật, dùng đủ thứ đồ trang nghiêm để cúng dường Phật, hiện tại dùng đủ thứ âm nhạc để cúng dường Phật. Những vị thiên tử này phát đại nguyện rộng thu cúng dường tận hết khả năng của họ để cúng dường Phật. Trong ngàn ước na do tha bất khả thuyết các chúng Bồ Tát ở trước cung trời Đâu Xuất dùng pháp sinh ra vượt qua từ ba cõi, hành sinh ra lìa các phiền não, tâm sinh ra khắp cùng vô ngại, pháp sinh ra phương tiện thâm sâu, trí sinh ra rộng lớn vô lượng, niềm tin thành tịnh kiên cố tăng trưởng, căn lành không nghĩ bàn sinh ra, a tăng kỳ thiện xảo biến hóa thành tựu, tâm cúng dường Phật hiện ra. Ấn pháp môn vô tác, các đồ cúng dường vượt hơn chư thiên để cúng dường Đức Phật. Có trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết các chúng Bồ Tát ở trước cùng trời Đâu Xuất, họ dùng pháp sinh ra vượt qua từ ba cõi lục độ vạn hạnh, hành sinh ra từ lìa khỏi tất cả phiền não, phá trừ vô minh, tâm sinh ra từ khắp cùng vô ngại, pháp sinh ra từ phương tiện thâm sâu, trí huệ rộng lớn vô lượng sinh ra, tâm tin thành tịnh kiên cố tăng trưởng, căn lành không thể nghĩ bàn sinh khởi, a tăng kỳ thiện xảo biến hóa thành tựu, tâm cúng dường Phật hiện ra, pháp môn ấn chứng từ vô tác, không tu không chứng, đồ cúng dường vượt hơn chư thiên để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dùng tất cả lọng bóng từ ba la mật sinh ra, tất cả chướng hoa từ nơi hiểu thanh tịnh, tất cả cảnh giới Phật sinh ra, tất cả y từ vô sinh pháp nhẫn sinh ra, tất cả lưới linh vào pháp kiềm càng tâm vô ngại sinh ra, tất cả hương kiên cố từ tâm hiểu tất cả pháp như huyễn sinh ra, tất cả Phật chúng tỏa diệu báu từ tâm khắp cùng tất cả Phật cảnh giới Như Lai tỏa sinh ra, tất cả tràng báu từ cúng dường Phật tâm không giải đãi sinh ra, tất cả cung điện bóng chỗ Phật ở từ sự hiểu các pháp như mộng tâm hoan hỷ sinh ra. Dùng tất cả lọng bóng từ ba la mật sinh ra,
tất cả chướng hoa từ hiểu thanh tịnh, tất cả cảnh giới Phật sinh ra, tất cả ý trời từ vô sinh pháp nhẫn sinh ra, tất cả lưỡi linh từ vào pháp kim cang tâm vô ngại sinh ra, tất cả hương kiên cố từ tâm hiểu rõ tất cả pháp như huyễn sinh ra, tất cả Phật chúng tỏa báo diệu từ tâm khắp cùng tất cả Phật cảnh giới Như Lai tỏa sinh ra, tất cả tràng báu từ sự cúng dường Phật tâm không giải đãi sinh ra, tất cả cung điện báu chỗ Phật ở do sự thấu hiểu các pháp như mộng tâm hoan hỷ sinh ra, không chấp trước căn lành, không sinh căn lành, sinh ra tất cả mây hoa sen báu, tất cả mây hương kiên cố, tất cả mây hoa vô biên sắc, tất cả mây y đủ thứ sắc đẹp, tất cả mây hương trên đàn thanh tịnh vô biên, tất cả mây lọng báu đẹp trang nghiêm, tất cả mây hương đốt, tất cả mây màn đẹp, tất cả mây đồ trang nghiêm thanh tịnh đều khắp pháp giới vượt hơn đủ các chư thiên cúng dường để cúng dường Phật. Căn lành do không có sự chấp trước và căn lành không sinh không diệt, sinh ra tất cả mây hoa sen báu, tất cả mây hương kiên cố, tất cả mây hoa vô biên màu sắc, tất cả mây y đủ thứ sắc đẹp, tất cả mây hương trên đàn vô biên thanh tịnh, tất cả mây mây lọng báu đẹp trang nghiêm, tất cả mây hương hốt, tất cả mây màn đẹp, tất cả mây đổ trang nghiêm thanh tịnh, hết thảy những thứ mây này đều khắp cùng pháp giới vượt hơn đồ cúng dường của chư thiên, đều đem cúng dường tức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trên mỗi thần của các Bồ Tát đó đều hiện ra bức hải thuyết trăm ngàn ước Na Do Tha Bồ Tát, thảy đều đầy khắp pháp giới hư không giới, tâm của các ngài đồng với ba đời chư Phật, dùng pháp từ không điền đảo khởi lên, sức gia trì của vô lượng Như Lai khai thị chúng sinh đạo an ổn, đầy đủ bất khả thuyết dành vị cú và khắp vô lượng pháp trong tất cả Đà La Ni, sinh ra tạng biện tài không thể cùng tận, tâm chẳng sợ hãi sinh đại hoan hỷ, dùng bất khả thuyết vô lượng vô tận như thật khen ngợi pháp, khen ngợi Như Lai chẳng có nhàm đủ. Các Bồ Tát xuất hiện từ cung trời đâu xuất, trên thân của mỗi vị Bồ Tát lại hóa hiện ra bất khả thuyết trong ngàn ước Na Do Tha các Bồ Tát. Những hóa thân Bồ Tát đó đều đầy khắp pháp giới, đầy khắp hư không giới, tâm của Bồ Tát đồng với mười phương ba đời tất cả chư Phật, tức cũng là hợp mà làm một, là từ pháp không điền đảo sinh ra, được sức gia vị của mười phương vô lượng chư Phật. Các ngài khai thị đạo an ổn cho tất cả chúng sinh, tức là làm thế nào thoát khỏi ba cõi, làm thế nào đắc được an vui. Các ngài lại đầy đủ đạo lý bất khả thuyết dành vị cũ vào khắp trong vô lượng pháp, trong tất cả các môn tổng trì, sinh ra pháp tạng biện tài không thể cùng tận. Bồ Tát đắc được sự gia trì của chư Phật nên trong tâm chẳng có tư tưởng sợ hãi sinh tử, do đó nương thuyền từ bi trở lại, thường đến nhân gian hiện ra các thứ thân hình để giáo hóa chúng sinh, vì có tâm từ bi chẳng phân oán thân, đều xem như nhau cho nên sinh đại hoan hỷ. Các ngài độ hóa chúng sinh chẳng có lúc nào nhàm chán, dùng bất khả thuyết vô lượng vô tận như thật khen ngợi pháp, khen ngợi công đức của Phật, bất cứ lúc nào cũng chẳng cảm thấy nhàm hỏi và biết đủ. Bấy giờ tất cả chư thiên và các chúng Bồ Tát thấy Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác không thể nghĩ bàn, đại anh hùng trong loài người. Lúc đó hết thảy tất cả chư thiên, hết thảy tất cả Bồ Tát, họ thấy được cảnh giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vô thượng chánh đẳng chánh giác, biết là không thể nghĩ bàn. Phật là bậc đại anh hùng trong loài người, cho nên các chùa đều có ghi câu Đại Hùng Bảo Điện. Thần Phật vô lượng, không thể tính đếm, hiện đủ thứ thần biến không thể nghĩ bàn, khiến cho vô số chúng sinh tâm đại hoan hỷ, khắp cùng tất cả hư không giới, tất cả pháp giới. Dùng sự trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm cho mình, khiến cho tất cả chúng sinh an trụ nơi căn lành, thị hiện vô lượng thần lực của chư Phật, vượt qua tất cả các đường lời lẽ, các đại Bồ Tát cùng khâm phục kính ngưỡng, tùy sự ứng hóa đều khiến cho họ hoan hỷ, trụ nơi thần rộng lớn của chư Phật, công đức căn lành đều đã thành tịnh, sắc tướng bậc nhất, chẳng có ai hơn được. Hóa thần của Phật thị hiện vô lượng vô biên, không thể nào tính đếm được, lại hiện ra đủ thứ thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được cảnh giới của Phật đều đại hoan hỷ. Pháp thần của Phật dùng mãn khắp cùng tất cả hư không giới, lại dùng mãn khắp tất cả pháp giới, do đó tận hư không khắp pháp giới. Những vị đại Bồ Tát này dùng sự trang nghiêm của Phật làm trang nghiêm của mình, khiến cho tất cả chúng sinh đều an trụ vào căn lành của họ đã gieo trồng, đắc được sức tinh tấn không thối chuyển, thị hiện vô lượng sức thần thông của chư Phật, vượt qua tất cả sự hình dung của lời nói, vì tất cả các đại Bồ Tát cùng nhau khâm phục và kính ngưỡng. Tùy chúng sinh được giáo hóa đều khiến cho họ đắc được đại hoan hỷ,
chỗ nơi thân rộng lớn của chư Phật. Pháp thân của Phật đầy khắp mọi nơi, công đức của Phật rốt ráo, thanh tịnh viên mãn, căn lành của Phật hoàn toàn thanh tịnh mà thành thục, sắc tướng của Phật đều bậc nhất, có 32 tướng và 80 vẻ đẹp, chẳng ai có thể vượt hơn cảnh giới của Phật.